kinh văn a nan thị ngũ thọ ấm ngũ vọng tưởng thành việt dịch a nan năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành giảng a nan năm loại ấm này sắc ấm thọ ấm tưởng ấm hành ấm thức ấm là do năm vọng tưởng tạo thành do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng phát sanh kinh văn nhữ kim dục chi nhân giới thiển thâm Duy sắc giữ không, thị sắc biên tế, duy xúc cập ly, thị thọ biên tế, duy ký giữ vong, thị tưởng biên tế, duy diệt dĩ sinh, thị hành biên tế, chạm nhập hiệp chạm, quy thức biên tế việt dịch nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm xúc và ly là biên giới của thọ ấm nhớ và quên là biên giới của tường ấm diệt và sinh là biên giới của hành ấm đứng lặng và hiệp với đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm giảng nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm quý vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hai cạn nó giống như cái gì ở đâu là giới hạn của chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe bây giờ chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm sắc và không có quan hệ với nhau và nơi đây là giới hạn của sắc ấm xúc và ly là biên giới của thọ ấm xúc và ly với đối tượng của sự xúc chạm là giới hạn của thọ ấm nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm diệt và sinh là biên giới của hành ấm đứng lặng và hiệp với đứng lặng với minh giác thuộc về biên giới của thức ấm từ đó lập nên giới hạn của thức thứ tám: Kinh văn, Thử ngũ ấm nguyên trùng điệp sinh khởi, sinh nhân thức hữu, diệt tòng sắc trừ. Việt dịch: Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Giảng: Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, cội nguồn của năm ấm này, sinh khởi trùng điệp Ngũ ấm sanh khỏi từng lớp hỗ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. Sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Sự sinh khỏi hoại diệt, hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất biến mất, thì ấm trở thành không. Nó sinh khỏi từ thức và sự hoại diệt bắt nguồn từ khi hình sắc tiêu trừ.